thêm một cái câu từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rồi bất ngờ một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mang lang. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì sửa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Con nói với ba là nếu ba đi công tác là con bỏ nhà con đi. Con ở nhà con quậy, con không hợp tác với lại chị Vi, không hợp tác với lại bé Thi. Thì giờ ba phải làm sao? Ba phải ở nhà. Ba làm vậy con sống không có được. Bắt gì sống không được. Ba đi xin sếp ba cho ba đi làm lại đi. Nhưng mà nếu ba đi làm mà con ở nhà, con hứa với ba làm sao? Thì con sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị Vi, không trốn đi bụi nữa. Ngày mai ba sẽ xin sếp của ba, để xem coi sếp ba có đồng ý cho ba đi làm hay không. Mà ba nói con nghe nè, bây giờ ba có đi công tác xa cỡ nào, ba đi làm kiếm tiền ở bất cứ nơi đâu, thì cái tiền đó ba cũng lo cho cuộc sống của con, lo cho cuộc sống gia đình của mình. Sống chung trong một nhà phải vui vẻ, tất cả hay làm cho gia đình mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Hiểu chưa? Dạ. Rồi, quyết định ngày mai ba sẽ lên xin sếp ba làm lại. Dạ. Không cắt điện, không cắt nước, không cắt internet nữa. Đây con. Chào chào cả nhà mình ha. Bắt đầu từ hôm nay thì chú Nguyên và chị Phương sẽ về đây và sống chung với gia đình chúng ta. Chúng ta sẽ là một gia đình và yêu thương lẫn nhau ha. Mình vỗ tay. Chào chú, chào chị đi con. Dạ, dạ chào. Chào. Sao con đứng im đó vậy? Chào mẹ đi con. Chào cô đi con. Dạ chào gì? Phòng của con ở hướng nào? Mới tới mà vô phòng đó chị. Giao lưu với hai của em con kìa. Có nghe bà nói gì không vậy? Không sao, Phương nó mới tới, nhiều khi nó còn bỡ ngỡ. Đây, đưa đây dì dì dẫn đi nè. Im mà thôi, đừng gọi là dì nha, nghe giống bà dì ghẻ quá. Ác dễ sợ lắm, mà cô Linh dễ thương lắm, không có đâu. Đi, cô Linh dẫn con lên. À đây, đi con, đi trước. Ừ, lên cầu thang luôn. Đi, lên lầu con, lên lầu con gái. Lần trước mình đã thực hiện chiến thuật cầu hòa mà không thành công. Lần này mình sẽ đổi chiến thuật cầu kỳ. Nè hai đứa vừa mới nghe mẹ nói rồi đúng không? Kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ là một gia đình. Một gia đình là phải chơi hết mình. À, ý chú nói là chúng ta là gia đình phải sống hòa thuận với nhau, thấy không? Và đặc biệt nha, là phải sống có quy tắc. Chú rất mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ lẫn nhau. Dạ, vui vẻ. Vui mà cái mặt không vui tí nào vậy? Phải vui lên, giống như chú vậy nè. Chú thấy ghê quá à. Ê, đi về. Nha. Ủa, hôm nay nhà mình có gì mà lại có thêm cái lằn đỏ này ta?
Chào tụi con. Chào chú. Chào chú. Kể từ ngày hôm nay, trước khi tụi con bước vào nhà, tụi con phải bỏ giày dép ra ngoài khỏi cái vạch đỏ đó, hiểu chưa? Nhưng mà sao kỳ vậy? Mỗi hôm mà cái cậy giày của bọn con ấy là ở trong nhà, sao tự nhiên hôm nay ai lại kê ra ngoài kia? Là chú đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay, giày dép của tụi con sẽ để cái kệ ngoài sân, còn giày dép của người lớn sẽ để ở trong nhà. Cô đứng lại. Lùi, lùi. Đứng thẳng lên. Ngồi xuống. Sao nữa chú? Ngồi xuống. Phủi hai cái bàn chân. Sạch chưa? Rồi, sạch rồi thì đứng lên. Anh ơi, em thấy phức tạp quá. Thôi xong chưa? Bọn con lên phòng đây. Đứng lại. Chưa. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Gì nữa? Đây là của tụi con. Đọc đi. Cái gì vậy chú? Là nội quy. Ủa? Con trai con gái của mẹ đi học về rồi hả? Hai đứa đọc gì vậy? Mẹ coi coi. Thôi, hai đứa lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống mẹ dọn cơm ăn nha. Đi đi đi. Nè. Mẹ lên phòng. Mẹ biết rồi, đem lên phòng giùm mẹ đi cho nó. Rồi. Nhớ tắm sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nha tụi con. Này là gì đây? Nội quy. Nội quy. Đúng rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ là cha dượng. Anh chỉ muốn tốt cho tụi nó thôi. Mà muốn tốt như vậy á thì sống có nề nếp, có nội quy một chút thì có sao đâu em. Thôi, anh không thấy tội nghiệp tụi nhỏ hả? Đi học là một đống nội quy ở trường rồi về nhà còn phải bắt thêm nội quy này nữa. Em cứ để cho anh. Muốn anh trở thành một người cha tốt đó thì tụi nhỏ phải hợp tác với anh. Mà hợp tác với anh bằng cách nào? Là sống có nội quy, có phép tắc rõ ràng. Chứ nếu anh không nguyên tắc như vậy á thì anh chỉ xứng đáng là dượng ghẻ mà thôi. Anh nói không đúng thì sao mà em làm gì vậy? Đó là tụi nhỏ nha, chứ còn em đó, em cũng có nội quy của em nữa. Đúng là một gia đình có tôn ti trật tự. Một bên là con cái, một bên là cha mẹ. Thiệt là hạnh phúc chứ. Mà nè tụi con đã ký tên vô cái nội quy mà ba đã đưa cho tụi con chưa? Ủa, là phải ký tên nữa à? Có phức tạp quá không ạ? Sao phức tạp con? Bây giờ làm cái chuyện gì cũng phải giấy trắng mực đen rõ ràng để sau này dễ nói chuyện chứ đúng không? Thôi, nhà mình ăn đi. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Đây, đây con. Đây. Đây, ăn đi Quynh nè. Phương, Phương, Phương. Phương, đồ ăn cô nấu có hợp khẩu vị con không? Dạ, cũng được. Vậy thì ăn nhiều vô nha, ăn nhiều vô. Cả nhà mình tự nhiên nha, ăn đi, ăn đi. Mẹ ơi. Ơi mẹ đây. Hôm nay ở trường con có nhiều điều vui lắm á. Ơ vậy hả? Kể mẹ nghe nè. À đúng rồi. Lúc nãy Candy có kể cho con rồi. Trời ơi cười tét bụng luôn. Trời ơi. Trời chuyện ơi. Gì vậy? Kể mẹ nghe nè, con gái của mẹ. Trong cái điều khoản thứ 46, mục thứ 5, dòng 12 là ba đã đề cập tới cái chuyện là không được nói nhiều trong bữa ăn. Chứng tỏ là tụi con chưa đứa nào đọc hết đúng không? Tụi con có biết là nếu mà chưa đọc mà ký tên đó là nó nguy hiểm như thế nào không? Hả? Nhẹ thì có thể ảnh hưởng kinh tế, nặng á là tán gia bại sản lần đó. Hiểu chưa? Anh có đang nghiêm trọng hóa vấn đề không vậy? Nghiêm trọng cái gì? Chẳng qua là em đang coi nhẹ vấn đề thì có. Bây giờ nó còn nhỏ nè, chúng ta phải truyền đạt, chúng ta phải giáo huấn, chúng ta phải dạy dỗ ngay từ bây giờ, để tới lúc lớn lên, lúc đó hậu quả khôn lường. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Cấm đầu ăn đi mấy đứa. Thôi ăn cơm đi. Nhớ những gì ba nói nha.
Mẹ ơi. Trời ơi mất trời quá. Chạy ghê dễ thương quá. Mẹ mốt mẹ mua cho con một con nha. Dạ. Ủa con con lớn đừng đòi hỏi. Trời ơi, anh lớn lớn với mẹ. Winner Candy, điều 129, dòng số 5, mục số 7, trong đó ghi rõ điều gì? Thì mỗi lần coi TV sẽ không được quá 2 tiếng và sẽ không được coi sau 10 giờ tối ạ. Nhưng bây giờ mới 8 giờ hơn nè. Nhưng mà đó là mục số 3. Còn cái mục số 2 á là không được mở volume quá mức 30. Là sao? Công việc của chú Nguyên căng thẳng á nên là mấy đứa thông cảm nha. Mà con cũng không hiểu tại sao chú Nguyên lại bực mình nữa. Tại sao chú lại bực mình chứ? Đáng ra người bực mình phải là bọn con. Sao lại là chú ý? Mà ai đời lại đi đặt nội quy của mình trong nhà của người khác nữa. Anh Winner nó đúng á mẹ. Đêm đã khuya lắm rồi, mình đừng làm việc nữa, mình hãy làm việc khác có ý nghĩa hơn đi. Anh đã lên lịch hết rồi, 24/6 anh phải làm việc, không làm gì hết. 3/7 anh không làm gì hết, muốn làm gì cũng được. Cái gì? Chuyện đó mà anh cũng đặt ra quy tắc nữa hả? Chia sẻ may mắn sẽ đến bên.